quan khách. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tối hôm nay chúng ta lại được có cơ hội để cùng dự chung với nhau trong lễ cầu nguyện này. Như chúng ta biết, lễ cầu nguyện không phải dành cho người đã mất mà là dành cho chúng ta, những người còn đang sống. Bởi vì như lời Chúa chúng ta biết là đi đến nhà tang chế là hơn đến nhà yến tiệc. Khi bên cạnh linh cữu của người thân mình, của một người qua đời, chúng ta suy niệm về sự sống và cái chết. Buổi tối hôm nay, trong buổi cầu nguyện cuối cùng trong tang lễ của bà cụ Nguyễn Thị Hoa, tôi cậy ơn của Chúa cùng với tang quyến, quý hội thánh và quý vị quan khách, chúng ta cùng suy gẫm với nhau một câu kinh thánh, lời của Đức Chúa Trời ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Quý vị có nhờ thể nhìn thấy ở trên cái phong màn. Con có thể cho cái màn kia nó cuốn lên giùm một xíu. Quý vị có thể nhìn thấy trên cái phong ở trên phía trên, chúng ta thấy cái câu kinh thánh đó. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng hãy viết lấy từ rày phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Thưa tăng quyến và quý hội thánh cùng quý vị quan khách, ngày nay mà khi người ta nói đến sự chết á, thì dù dùng cho cái mỹ từ nhiều đi thế nào đi nữa, như là ăn giấc ngàn thu, như là về nơi tiên cảnh, hoặc là dân dã hơn chẳng hạn như là chết là hết, chết cho khỏe đó, thì dù có nói cái kiểu gì đi nữa thì thực tế là không ai muốn chết, thậm chí là còn rất là nhiều người sợ chết nữa, đúng không nào? Thế nhưng mà tại sao lời Chúa lại nói rằng phúc cho những người chết? Nếu mà chết là phúc ấy, thì tại sao có nhiều người lại sợ chết và không muốn chết? Như vậy cuối cùng chết thật sự là họa hay là phúc? Chết là bất hạnh hay là phước hạnh? Trước hết, theo Kinh Thánh thì sự chết là hậu quả của tội lỗi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Adam là tổ tiên của loài người đã không vâng lời Thiên Chúa, nên rước lấy cái hình phạt này, tức là sự chết. Ông rước lấy cái hình phạt sự chết cho chính mình và cho hậu tự con cháu của ông, là trong đó có chúng ta về sau này. Mà đã là hình phạt ấy, thì tại sao lời Chúa lại nói là chết là phúc? Thế thì sự chết, thưa quý vị, là hình phạt cho tội lỗi. Bây giờ chúng ta xem lại cái câu Kinh Thánh này, phúc hay là phước thay cho những người chết? Là chết trong Chúa. Thưa quý vị, không phải người chết nào cũng được kể là có phước, không phải bất kỳ người chết nào cũng được kể là có phúc. Chỉ có những người nào chết trong Chúa thì mới được có phúc hay là mới được phước mà thôi. Đây không phải là lời nói của những người đi đạo tự khích lệ lẫn nhau, thưa quý vị, mà đây là lời nói của Trời, lời nói của Thiên Chúa toàn năng, Đấng đang nắm giữ cả quá khứ, hiện tại và tương lai, đang nắm giữ sự sống và sự chết. Bây giờ chúng ta thường nghe cái câu là sống chết bởi Trời là như vậy. Chúa hay là ông Trời mà người Việt Nam từng hay gọi nôm na, hay là Thiên Chúa đang phán câu này, phước cho những người chết là chết trong Chúa. Những người chết trong Chúa là người có phước. Vậy thì thế nào là chết trong Chúa? Người chết trong Chúa là cái người mà trước khi qua đời đã mời Chúa Giê-xu bước vào trong đời sống làm cứu Chúa, làm Chúa hay là làm chủ của riêng mình. Nói cách khác, đó là những người đã tin thờ Chúa, đã thuộc riêng về Chúa. Và sáng hôm nay, sau khi nghe lời Chúa, anh chị hai cũng như là cháu Thành đã quyết định nắm lấy cái cơ hội chuẩn bị chính mình để gặp Chúa, giống như cái sứ điệp sáng hôm nay tôi chia sẻ. Họ đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Xin hãy hội thánh hãy nhớ đến anh chị và cháu trong cái sự cầu nguyện. Xin Chúa giữ đức tin của họ cho đến cuối cùng, giống như bà cụ Nguyễn Thị Hoa mà chúng ta trong tang lễ tối hôm nay. Chỉ có những người thuộc riêng về Chúa, tức là chỉ có những người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, thì khi họ qua đời mới được kể là những người có phước, thưa quý vị. Chứ còn những người mà không có tiếp nhận Đức Giê-xu làm cứu Chúa, hay là chưa tiếp nhận Đức Giê-xu làm cứu Chúa, thì không thể kể là chết là phước đối với họ được. Nhưng mà phước cho những người chết là chết trong Chúa, đúng không nào? Nhưng mà phước đó là gì? Thế nào là được phước?
của một người chết ở trong Chúa có phải là có đám tang lớn không? Có phải là có cái quan tài hay là cái hàng xịn không? Có phải là do người đi viếng đi tiễn đông không? Có phải là do con cháu đông đủ không? Vân vân, có thể cái điều không có gì sai cả. Một cái đám tang mà nhiều người đến viếng, phúng viếng, rồi con cháu đầy đủ là phước. Nhưng mà Kinh Thánh ở đây nói cái sự phước nó còn nhiều hơn như vậy, thưa quý vị. Người chết trong Chúa được phước. Kinh Thánh nói gì? Vì họ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm theo sau. Trước hết là họ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc. Khải Huyền chương 21 câu 4, lời Chúa nói như này: Ngài, tức là Chúa đó, Chúa sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa. Không còn lao khổ, không còn tranh giành. Giống như tối hôm qua trong sứ điệp tôi có chia sẻ, khi một người đã chết thì mọi sự tranh giành, hơn thua, cay đắng hay thù hận cũng không mang theo được. Hết cơ hội, hết cơ hội để yêu thương nhau, hết cơ hội để tha thứ cho nhau. Cái người mà chết trong Chúa được phước bởi vì họ không còn lao khổ, không còn tranh giành, không còn buồn tủi, không còn cô đơn, mà thay vào đó là vui mừng, là tươi trẻ. Cái người chị em của chúng ta, bà cụ Nguyễn Thị Hoa, giờ đang thờ phượng Chúa ở trong thiên đàng vinh hiển cùng với muôn vàng thiên sứ, những lời bài thánh ca mà chúng ta vừa mới hát. Thì đến đây có thể ai đó trong quý vị ở bên dưới bảo rằng là thì chết là hết, đau đớn gì nữa, ai chết mà chẳng vậy, chứ đâu phải chỉ có những người đi đạo. Đó là lý do mà người ta bảo là về miền cực lạc, thí dụ chết là gọi là an giấc ngàn thu vân vân. Xin thưa, nghe thì đúng nhưng mà nó chưa có đủ. Cái người chết ở trong Chúa được phước là không chỉ là vì họ được nghỉ ngơi khỏi cái đời lao nhọc, không chỉ họ không còn đau yếu bệnh tật, không chỉ họ không còn đau khổ trong tinh thần nữa, mà cái người chết trong Chúa được kể là phước ấy, thưa quý vị, là bởi vì họ không phải chịu hình phạt vì những công việc họ đã làm khi còn sống trên đất. Sở dĩ cái người có Chúa không phải chịu khổ hình trong cái cõi đời đời đó là vì hơn 2000 năm trước Đức Giêsu đã gánh chịu thay họ mọi cái hình phạt của tội lỗi rồi. Đó là lý do mà Kinh Thánh nói rằng là phúc cho người chết là chết trong Chúa. Vì Chúa Giêsu đã chịu thay mọi hình phạt của tội lỗi mình. Cho nên giờ này người chị em của chúng ta, người thân yêu của chúng ta, bà cụ Nguyễn Thị Hoa được tự do ra vào trong thiên đàng vinh hiển. Do đó nước mắt ở trong cái giờ tang lễ này nếu có, không phải là nước mắt khóc than cho một lần vĩnh biệt, mà là nước mắt của một lần tạm biệt. Tại sao như vậy? Bởi vì khi tôi và quý vị có Đức Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, khi tôi và quý vị nhận Đức Giêsu làm đại diện pháp lý cho mình, thì tôi và quý vị còn có cơ hội gặp lại người thân của mình, bà cụ Nguyễn Thị Hoa, ở trong nước vinh hiển. Đó là lý do mà nước mắt có đổ trong lễ tang này là nước mắt của giờ tạm biệt, chứ không phải là giờ vĩnh biệt. Vâng, chúng ta chỉ tạm chia tay người chị em của chúng ta, bà cụ Nguyễn Thị Hoa, trong một thời gian, rồi chúng ta sẽ gặp lại bà cụ ở trong nước đời đời. Xin quý tăng quyến hãy suy nghĩ đến điều đó. Hãy theo gương người thân của mình mà tôn thờ Chúa, tận trung với Chúa và giữ đức tin cho đến cuối cùng. Bà cụ Nguyễn Thị Hoa được Chúa kể là người có phúc vì bà đã chết ở trong Chúa. Còn quý vị thì một khi qua đời, quý vị có được kể là người có phúc không? Quý vị có thể được kể là một người có phúc khi và chỉ khi quý vị tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình đang khi còn sống ở trên đất này. Hãy nắm lấy cơ hội mời Chúa bước vào cuộc đời của mình, thưa quý vị. Hãy nắm lấy cơ hội xưng nhận một cách công khai Đức Giêsu là đại diện pháp lý cho quý vị, là người gánh chịu mọi cái hình phạt tội lỗi thay cho quý vị. Thì khi qua đời, quý vị mới được kể là những người thật sự có phúc. Hôm nay là cơ hội dành cho quý vị. Hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay là thì cứu rỗi. Phúc cho những người chết là chết trong Chúa, vì mọi hình phạt của một kiếp nhân sinh thì Đức Giêsu đã gánh chịu thay cho họ rồi. Thì giờ này tôi xin trân trọng mời quý tang quyến, hội thánh và thân hữu cùng đứng lên.
Mỗi một người chúng ta suy niệm ở trước mặt Thiên Chúa, trước sự hiện diện của Ngài, về sự sống ngắn ngủi ở trên trần thế này. Cuộc đời này không phải là tất cả, thưa quý vị. Qua cuộc đời này chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời, nhưng mà tôi và quý vị sẽ về đâu ở trong cõi đời đời? Đời đời với Chúa ở trong nước vinh hiển, hay là đời đời ở trong hồ lửa đời đời với tà ma ngoại đạo? Ban nhạc hát dẫn xin mời quay trở lại, chúng ta sẽ hát điệp khúc bài thánh ca này. Và trong khi ban hát dẫn sẽ hát lại điệp khúc của bài thánh ca Vâng Ta Sẽ Chung Nhóm Nhau Ở Thiên Đàng, tôi muốn quý vị thân hữu, quý vị tan quyến, những ai chưa một lần nắm lấy cơ hội mời Chúa bước vào, bước Chúa Giêsu bước vào cuộc đời mình, thì xin quý vị hãy bày tỏ quyết định của mình. Quý vị có thể đứng tại chỗ, quý vị có thể đưa tay lên. Tôi sau giờ cầu nguyện sẽ đến cùng quý vị, sẽ hướng dẫn quý vị tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Hội thánh giữ lòng cầu nguyện. Hỡi anh chị em, hãy tạ ơn Chúa vì chúng ta được kể là những người có phước một khi chúng ta qua đời, vì chúng ta là những người có Chúa Giêsu. Ở thiên hạ là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thua xa. Lạy Cha, xin giữ đức tin của mỗi một đầy tớ Ngài, của con dân Ngài, của hết thảy chúng con, từ nay cho đến ngày chúng con gặp lại Chúa trong nước vinh hiển, giống như bà cụ của Nguyễn Thị Hoa tại đây. Xin cho mỗi một thân hữu, những người thân của bà cụ, những người chưa nếm tiếp tình yêu của Ngài, họ mở lòng ra trong thời giờ này đón nhận tình yêu đó, để bảo đảm cho chính mình một phần phước ở cõi đời đời khi ngày tháng của họ trên đất này kết thúc. Gặp trình danh mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của Chúa. Nguyện xin Chúa bổ sức cho tan quyến, cho hết thảy anh em con, những người tham gia trong lễ tang này có sức mới của Chúa, để rồi ngày mai chúng con trong lễ động quan di quan, chúng con thể làm trọn vẹn tất thảy mọi cái công việc hậu sự cho bà cụ, để chúng con gửi phần xác bà lại trong đất chờ ngày sống lại và hiệp thông với nhau ở trong nước vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện phước lành của Chúa ở cùng với hết thảy chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con tìm được sự an ủi ở trong chính mình Ngài. Nguyện sự bình an Salom của Ngài bao phủ hết thảy chúng con, từ người nhỏ đến người lớn, anh em ở trong hội thánh, các đầy tớ Chúa, những thành viên ở trong tang quyến, cũng như bà con thân hữu đến đây để viếng với chúng con tối hôm nay. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con trình dâng mọi điều ở trong ân sủng và sự thương xót của Cha. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Vâng, xin mời quý vị đọc lời.